Vâng, xin kính chào các bạn Obi. Lần trước thì mình có làm clip hướng dẫn mọi người cài cái TWRP cho các máy của Xiaomi. Nhưng mà rất là nhiều bạn vẫn không làm được. Hôm nay mình sẽ làm lại cái clip đấy nhé. Mình sẽ hướng dẫn thật là chi tiết nhất có thể. Mình chỉ là một người sử dụng bình thường thôi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn đối với hai chiếc Xiaomi, là đây là con Mi 5 và đây là con Mi 6. Thật ra thì cái clip mà hướng dẫn cài TWRP mình có làm trước đây có rất là nhiều bạn không làm được và cứ nhắn tin inbox hỏi mình là sao bị lỗi như này, bị lỗi như kia. Thực ra đấy là do các bạn làm chưa đúng cách. Thì hôm nay mình sẽ làm lại một cách chi tiết nhất có thể. Từng bước chậm một clip này mình sẽ làm thật kỹ. Chi tiết thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào video nhé. Rồi đến với cái bước để chuẩn bị, chúng ta sẽ cài TWRP thì bắt buộc các bạn phải sử dụng máy tính nhé. Các cái cách mà cài không có máy tính ấy, cài trên điện thoại nó rất là rủi ro và không thành công. Theo mình là như vậy nên là mình sẽ không hướng dẫn. Các bạn cần phải chuẩn bị cho mình một cái máy tính PC hoặc là một cái laptop. Ở đây thì của mình đang sử dụng đây là máy chạy Win 10. Thì mình nói trước với mọi người nha, là cái TWRP nó sẽ có hai dạng. Thì mình sẽ làm lần lượt từng dạng một nhé. Đối với chiếc Xiaomi Mi 5 của mình thì cái TWRP của nó có cái dạng là đuôi .img. Khi tải về là chúng ta sẽ có cái đuôi img này rồi. Nhưng mà cái con Mi 6 ấy thì nó lại là cái đuôi zip. Khi mà tải về nó sẽ có một cái file như thế này và nó sẽ có đuôi zip. Cái file đuôi zip này thì là mình giải nén ra một cái thư mục như thế này. Còn cái Mi 5 ấy thì nó là .img thì chúng ta không thể giải nén được. Cách cài của cái đuôi TWRP mà có .zip ấy thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Tí nữa thì mình sẽ làm đến cái này. Còn bây giờ thì mình sẽ tập trung vào cái Mi 5 nhé. Để chuẩn bị cài TWRP thì mọi người tải cho mình cái D-Control này, cái Mi Flat và cái Mi ADB Fastboot. Ba cái file này cộng một cái file hướng dẫn này này thì mình sẽ đính kèm trong cái phần mô tả video nhé. Bước 1 là gì? Chúng ta sẽ phải tắt toàn bộ cái trình duyệt virus này đi cho mình. Đối với Win 7 thì chúng ta sẽ tắt toàn bộ những cái trình duyệt virus mà chúng ta cài bên ngoài. Nhưng mà đối với Win 10 thì không tắt được hết nha. Nó sẽ còn cái Defender Control. Các bạn vào cho mình cái mục Start này, chọn Setting nhá, Update and Security này, Windows Security. Tìm đến cho mình cái mục Virus and Threat Protection. Ở đây thì là mình đang tắt cái diệt virus rồi nên nó không hiện nữa. Của mọi người thì là nó sẽ ở tình trạng là đang bật. Thì mọi người phải tắt cái diệt virus này đi này. Tắt cái này đi rồi nhá, thì nó sẽ cho chúng ta giải nén cái file D-Control Zip này. Các bạn ấn chuột phải chọn extra file nhá. Ok này. Mở cái thư mục giải nén ra này. Nhớ là phải tắt cái này đi nhá. Nếu mà không tắt cái diệt virus này đi thì nó sẽ bị xóa cái file này ngay lập tức. Rồi mở tiếp cái file này ra. Các bạn chọn cho mình cái file password này. Copy cái mật khẩu này. Đấy, và tiếp tục giải nén cái này một lần nữa. Nhập mật khẩu vào. Ok. Đây mở cái file này ra. Đấy, trong này nó sẽ có hai cái file này. Thì mọi người ấn chuột phải và chọn Run Administrator cho mình. Thì ở cái mục Real Time này của mọi người thì nó sẽ là Windows Defender is running. Hoặc có thể là nó màu cam như vừa nãy. Đấy, thì mọi người ấn cho mình cái Disable. Đợi một chút cho nó tắt nhé. Đấy, nó đỏ như này là được nhá. Đỏ như này chứ là đã tắt cái diệt virus mặc định của Win 10 rồi. Thì bây giờ chúng ta tắt cái phần mềm này đi và trở ra. Tiếp tục đến cái phần mềm thứ hai, đó là cái Mini ADB Fastboot. Thì các bạn ấn chuột phải chọn Run Administrator, sau đó ấn Next cho mình. Bước cuối này thì các bạn tích vào cái biểu tượng là Create a Desktop Icon nhé. Tích vào đây cho nó dễ tìm. Rồi, sau đó thì mọi người tắt đi cũng được. Đấy, cài xong thì nó ở đây này. Đây này, đây là cái mà mình vừa cài này. Quay trở lại cái thư mục thứ ba. Cái Mi Flat này để cho cái máy tính của chúng ta nó nhận được cái driver của Xiaomi nhá. Các bạn giải nén ra. Đây, mình giải nén ra rồi đây. Mi Flat đây. Sau đó tìm đến cái biểu tượng Xiaomi Mi Flat, ấn chuột phải chọn Run Administrator. Nếu mà nó hiện ra cái biểu tượng driver này thì mọi người ấn cho mình cái nút Install nhá. Còn nếu mà nó không hiện ấy, nó chỉ ra cái bảng này không, mọi người vào cho mình cái mục driver này. Đấy, và ấn Install. Rồi như vậy là xong nhá.
tắt cái Mi Flat đi. Bây giờ đến cái bước gọi là tải cái TWRP thì mọi người vào cho mình Google nhá, mifilm.net này, rồi vào cái trang mifilm.net tìm đến cái mục search model name này. Chúng ta sẽ nhập vào là tên máy của chúng ta nhá. Của mình là Mi 5 đúng không? Mi Cách 5 này. Không ấn Enter nhá, tự nó sẽ hiện ra. Mình sẽ vào cái mục Mi 5 Game Mini vì máy của mình là máy Mi 5 mà. Trong này nó sẽ có các cái ROM của China này, Robo này, EU và cái TWRP. Đối với cái TWRP của Mi 5 ấy thì nó chỉ có một cái phiên bản duy nhất 0511 thì mọi người ấn tải cho mình. Đối với máy của bạn nào mà nó có hai file nhá thì chúng ta cứ tải cho mình hai cái file về. Bởi vì đề phòng cái TWRP này nó có sẽ có cái bị lỗi. Thì nếu mà cái bản mới nhất mà chúng ta không dùng được thì chúng ta sẽ phải là cài cái bản cũ hơn. Bây giờ mình sẽ ấn download này, download với server Google này, download on website. Bây giờ cái file recovery này thì mình sẽ lưu ở thư mục Mi 5 nhé. Rồi đây là cái thư mục mà mình đã lưu nhá. Đây, ổ D này, thư mục Mi 5 không hề có dấu cách nhá. Cứ lưu đúng cho mình như thế này đi cho nó dễ. Đấy, sau thì cái file, rồi mình xóa cái này đi. Đây là cái file TWRP này. Đấy, như vừa nãy là mình đã nói rồi, là nó có cái đuôi .img. Đối với máy của bạn nào mà không có cái đuôi này này thì các bạn mở view này, tích vào cái biểu tượng này nhá. Đấy, đây các bạn tải về nó sẽ không có đuôi nhá, nó như này cũng được nhưng mà nó là .img mọi người ạ. Mọi người đổi tên cho mình thành là TWRP, enter, được chưa? Còn nếu như các bạn mà có cái đuôi như thế này, đấy nó là TWRP thì phải là .img nhá. Đấy, nó không thì mọi người cứ tắt cái đuôi này nó đi, xong đấy nó chỉ mỗi TWRP thôi. Trước khi cài TWRP thì mình muốn làm rõ một số thứ nhé. Ở đây hai con máy Xiaomi của mình ấy thì hiện tại là nó chưa được cài TWRP, thì làm thế nào mà các bạn có thể phân biệt được để mà xác định được cái máy của chúng ta chưa cài cái TWRP ấy, thì chúng ta sẽ ấn cho mình cái phím nguồn nhé và phím tăng âm lượng này, ấn giữ này, nguồn tăng âm lượng này, cho đến khi máy nó hiện cái logo Xiaomi thì chúng ta sẽ bỏ cái nguồn ra nhưng mà vẫn giữ cái phím tăng âm lượng nhé. Thì nó sẽ vào cái Mi Recovery 3.0. Cụ thể cái Recovery này nó là cái mặc định của máy nhé. Còn đối với con Mi 5 thì mình sẽ làm tương tự, mình cũng sẽ ấn giữ phím nguồn và phím tăng âm lượng. Rồi nên Xiaomi thì mình bỏ phím nguồn ra này, vẫn giữ phím tăng âm lượng. Con này nó cũng đang chạy cái Mi Recovery 3.0. Như vậy là chúng ta chưa đã cài TWRP cho hai con máy này. Đây là chiếc Xiaomi Mi 5 của mình nhá. Thì con này nó chưa được cài TWRP nhưng mà nó đã được unlock bootloader rồi. Mọi người nhớ cho mình là cái TWRP này thì bắt buộc máy chúng ta là phải được unlock bootloader rồi thì mới có thể cài được nhá. Mình sẽ khởi động lại máy cho mọi người xem này. Đấy, mọi người nhìn thấy chữ unlock chưa? Đấy, máy của mình nó đã unlock bootloader rồi nhá, nó hiện chữ unlock này. Ở trong mọi trường hợp thì chúng ta sẽ ấn phím nguồn và phím giảm âm lượng để vào cái chế độ bootloader nhé. Giữ phím nguồn là giảm âm lượng này. Khoảng 5 giây gì đấy thì nó sẽ vào cái chế độ fast boot. Khi máy nó vào chế độ fast boot rồi thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành là trên máy tính nhé. Bây giờ mình sẽ mở cái Media ADB fast boot mà mình đã hướng dẫn mọi người cài lúc đầu á. Chúng phải chọn Run Administrator này và cái file hướng dẫn, và chỉ cần hai cái này thôi, cái file hướng dẫn và cái Media ADB Fastboot nhé. Đây, mọi người chọn cho mình cái Fastboot Device này, Ctrl C, chuyển sang đây ấn Ctrl V, Enter. Đấy, tức là nó hiện là cái 31DBA703 này là máy nó đã nhận cái Fastboot này rồi nha, cái máy tính nó nhận cái điện thoại này rồi này. Cáp mọi người sử dụng rồi cáp xịn một chút nhé. Mình không cần phải cáp riêng chính hãng đâu, mình sử dụng đây là cáp của Baseus, mua khoảng 70.000-60.000 gì đấy. Đừng có dùng mấy cái cáp đểu nó không nhận đâu, cài nó hay lỗi lắm. Chúng ta sẽ tiếp tục cái bước 3 này. Bước 3 trong bảng hướng dẫn này, gõ lệnh Fastboot, Fastboot Flat Recovery, copy, paste vào đây. Nhớ là cái chỗ này nó có dấu cách này, đây nhá, cách là một cái này. Đấy, sau đó thì cái thư mục chứa file TWRP của chúng ta là thư mục gì? D suộc Mi 5, Ctrl C.
em tìm V vào đây đấy, sau đó chúng ta sẽ ấn suộc tvkrp.img fastboot flash recovery cách d suộc minam suộc tvkrp. Không được có một khoảng trống nào ở đây nhé, thư mục của mình là minam không có khoảng trống nhé, tvkrp.im không khoảng trống, không có dấu cách, sau đó ấn enter. Đấy, nó sẽ báo là đấy, Felix tổng thời gian là 0.9 giây. Đấy, rất là nhanh, như vậy là xong rồi nhé. Xong rồi thì mọi người gõ cho mình cái lệnh là đây, có cái lệnh này để nó vào tvkrp tự động này, fastboot. Đấy, gõ lệnh fastboot Ctrl C fastboot này, sau đó là gì, tiếp tục copy cái đường dẫn Ctrl C này, bên này vào đây vẫn có dấu cách đấy nhé, fastboot cách này, đường dẫn này, sau đó gạch chéo này tvkrp.img enter. Con Mi 5 nó sẽ tự động vào cái tvkrp. Đấy, khi nó vào đây rồi thì sao? Nó bảo là trượt nhé. Nó bảo trượt để bỏ cái thông báo gì đấy. Đấy là các bạn chọn ngôn ngữ này. Tùy vào cái tvkrp nó sẽ khác nhau nhé. Mọi người tự luận nhé, mỗi một cái phiên bản nó sẽ khác nhau một chút. Ok, mình đã chọn tiếng Anh rồi. Trượt ở đây. Đây là cái tvkrp mình vừa mới cài xong. Nếu mà mọi người gõ cái lệnh là fastboot device, nhiều bạn gõ xong nó không vào tvkrp thì chúng ta làm thế nào? Ví dụ như là trên máy tính thì mọi người gõ cái lệnh là fastboot flash recovery, nó báo Felix rồi. Sau đó mọi người tiếp tục fastboot đấy mà nó không tự vào tvkrp trên điện thoại, thì các bạn ấn cho mình cái phím nguồn phím tăng lượng nhé. Đến khi nào mà máy nó hiện cái chữ Xiaomi lên thì bỏ phím nguồn ra, nhưng mà tay vẫn giữ cái phím tăng âm lượng. Đấy, thì là nó sẽ vào cái tvkrp mode. Được chưa? Nhiều bạn cứ thắc mắc là nó không vào. Rồi khi nó vào, nó lên được như thế này rồi nhé, thì mọi người vào cho mình cái phần report này. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái mục recovery nhé. Đấy, làm như thế này là để chúng ta khởi động lại máy, để cho cái máy của mình ấy, máy tính của mình nó sẽ nhận cái bộ nhớ trong của nó. Nó nhận bộ nhớ trong rồi nhá, Xiaomi Mi 5 này. Trường hợp mà nó cứ có thư mục linh tinh mà chúng ta không copy được file thì chứng tỏ là cái tvkrp đang bị lỗi. Đấy, các bạn phải nhớ là các bạn phải reboot vào cái recovery nhé, thì máy tính nó sẽ nhận cái bộ nhớ trong của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không reboot là máy tính nó không nhận bộ nhớ trong đâu. Cái máy tính của mình nó nhận cái bộ nhớ trong của cái con Xiaomi Mi 5 rồi. Nhớ là nó phải lên cái tvkrp này thì nó mới hiện cái bộ nhớ trong nhé. Nhưng mà lúc đầu mọi người mà mới cài ROM xong ấy, mọi người mà mới cài ROM xong thì nó không hiện cái thư mục ở đây đâu, nó chỉ có mỗi một cái thư mục tvkrp thôi. Còn các bạn mà bị hiện nhiều cái file linh tinh thì chứng tỏ là cái tvkrp của chúng ta đã bị lỗi nhé. Tải cái khác về cho mình. Ở trong cái mifilm.net này này thì nó sẽ tùy máy nhé. Máy của mình đây thì mình đã nói rồi, nó chỉ có một cái tvkrp thôi, nhưng mà các cái máy khác thì nó sẽ có hai thậm chí ba trở lên. Thì các bạn cứ tải cho mình cái mới nhất, về mà bị lỗi thì chúng ta sẽ cài tiếp cái thứ hai.